anh. Mưa rừng xuyên đến cái này nhị thứ nguyên thế giới, nhớ kỹ kiếp trước sự tình. Bất quá đáng ăn mừng chính là hắn có dị năng lực, chỉ bất quá cái này dị năng lực tên có điểm trang chén hiềm nghi, ta là đại lão nhà ai hảo dị năng gọi cái tên này, A Uy. Có thể có một mũi tên đơn, nhưng không có CP. Nam chính có chút lạnh lùng, xuyên qua di chứng, thẳng cầu, có chút đen tự nhiên. Xem mưa rừng trở thành ông lớn ở Yokohama như thế nào? Chương 1 Yokohama Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Mèo của ngươi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Đồng tình tâm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 4 Bực bội bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Thu dưỡng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Mặt khác Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Người giả bị đụng thái tế. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Mời ăn cơm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Dị năng lực Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Quán ba Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.